Chào mừng mọi người đến với kênh của Xuân Yến. Đây là kênh giúp các bạn tăng vốn từ vựng thông qua việc xem các video song ngữ. Video hôm nay nói về những dấu hiệu luật hấp dẫn đang hoạt động. Những dấu hiệu Law of Attraction đang hoạt động. Số 1. Nghĩ về ai đó và sau đó nhìn thấy họ hoặc nhận được một cuộc gọi từ họ. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về ai đó và có cảm xúc liên quan đến họ, họ ngay lập tức xuất hiện, hoặc trực tiếp, hoặc qua một cuộc gọi hay tin nhắn văn bản, email, v.v. Đây chỉ là một trong những cách bạn bắt đầu nhận biết xem trực giác của mình được nâng cao như thế nào. Đây chỉ là một trong những cách bạn bắt đầu nhận biết xem intuition của mình được nâng cao như thế nào. Đôi khi, bạn bè hoặc người mà bạn gặp hoặc nói chuyện có thể kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách nói chính xác những gì bạn cần vào ngày hôm đó. Số 2. Thường xuyên nhìn thấy các số 111 hoặc 11 giờ 11 phút. Bạn có biết rằng 111 hoặc 11 giờ 11 phút được coi là một dấu hiệu chính cho thấy bạn đang được lắng nghe? Theo các chuyên gia số học, 111 và 1111 được gọi là số thiên thần và chúng được cho là để chỉ ra rằng tất cả mọi thứ đang hoạt động theo hướng có lợi cho bạn. Những con số này có thể hiển thị ở nhiều nơi, chẳng hạn như trên đồng hồ, hóa đơn hàng tạp hóa, biển số xe ô tô đi ngang qua, số nhà, hoặc một chương và câu trong cuốn sách mà bạn đánh giá cao, v.v. Số 3. Sự trùng hợp may mắn. Một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Law of Attraction đang hoạt động để phục vụ cho ước mơ của bạn là sự trùng hợp may mắn lặp đi lặp lại. Ví dụ, người ngồi cạnh bạn trên máy bay tình cờ đang đọc một cuốn sách mà bạn yêu thích. Hoặc có lẽ bạn đề nghị giúp đỡ một người lạ và người lạ đó sẽ giới thiệu bạn với người bạn tâm giao của bạn. Hoặc một người bạn có thể nài nỉ bạn đi ăn tối với họ vào một đêm mà bạn không hề muốn. Và vào đêm đó, tại nhà hàng đó, bạn sẽ gặp một người sẽ thay đổi cuộc đời bạn rất nhiều theo một hướng tích cực. Đây chỉ là một vài trong số vô số cách mà vũ trụ có thể đang tìm cách giao tiếp với bạn để bạn có thể theo kịp dòng chảy của mình và thể hiện mong muốn của mình. Số 4. Âm nhạc. Cụ thể hơn là bài hát yêu thích của bạn hoặc bài hát nói trực tiếp về mong muốn hiện tại của bạn sẽ được bật trên radio. Bạn là một sinh vật dễ rung động. Mọi thứ xung quanh bạn đều là rung động. Law of Attraction là luật thứ cấp, luôn phục vụ cho luật rung động cơ bản này. Khi bạn rung động ở tần số cao, vũ trụ sẽ thường mang đến cho bạn những bài hát phản ánh trạng thái cảm xúc của bạn. Số 5. Thu nhập bất ngờ và tìm thấy tiền. Ví dụ, bạn tìm thấy tiền trong ví cũ, tìm thấy tiền trên đường phố hoặc trong phòng tập thể dục hoặc một số nơi bất thường khác. Hãy kết nối tình cảm với lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc, cho dù đó chỉ là một đồng xu. Bạn sẽ mở rộng sự rung động liên quan đến cảm giác đầy đủ, sung túc, và Law of Attraction sẽ lấy mệnh lệnh đó và nhân lên. Số 6. Động vật tự nhiên đến thăm bạn hoặc đứng trên đường đi của bạn. Những loài động vật như bướm thường bị ràng buộc rất mạnh với những cuộc gặp gỡ tâm linh và sẽ xuất hiện theo cách khác thường và huyền diệu nhất. Hoặc con thú cưng làm điều gì đó khác thường, hay một con vật đi lạc, hoặc một con chim đậu ngay bên cạnh bạn và nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Nếu như động vật cư xử quá ngọt ngào với bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong giai đoạn rung động cao nhất. Số 7. Nhìn thấy cầu vồng. Khi bạn nhìn thấy cầu vồng, hãy biết rằng vũ trụ đã cố ý làm điều đó cho bạn để nhắc bạn rằng những điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra với bạn. Có một điều chúng ta cần lưu ý về Law of Attraction, đó là
chúng ta không thể thu hút những thứ mà chúng ta không xứng đáng hoặc không đủ khả năng trả giá, vì Law of Attraction vẫn chịu tác động bởi luật nhân quả và luật công bằng. Muốn nhận được những kết quả tốt thì chúng ta cần phải cho đi những điều tốt đẹp, hay nói cách khác là ta phải tạo phước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại một số từ vựng được nhắc đến trong video này nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của Xuân Yến. Đây là kênh giúp các bạn tăng vốn từ vựng thông qua việc xem các video. Law. Law. Attraction. Attraction. Intuition. Intuition.